Quý vị thân mến, khi nhắc đến người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao, lẳng lơ, dễ ngoại tình trong hôn nhân, thì trong thiên tướng học người ta có nói: đàn bà cặp mắt lá khoai, liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Hay là cái câu nói là gì: nhân nghĩa nào giữ được lâu, vắng chồng hôm trước hôm sau ngứa nghề. Họ là những người cả thèm chóng chán, nay yêu người này mai thương nhớ người khác. Họ không chỉ dành tình cảm cho một người mà đôi khi là hai ba người cùng một lúc. Khi yêu những con giáp nữ này, các bạn tuyệt đối đừng chủ quan buông lỏng để họ có cơ hội tòn tem với những người đàn ông khác. Dù đã có chồng có con đi chăng nữa, khi gặp những gã đàn ông khác vẫn đem lòng mến mộ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu họ tỏ cái thái độ nghiêm túc và quyết liệt từ chối những cái lời ong bướm. Thế nhưng những nàng này lại rất dễ siêu lòng trước những lời mật ngọt. Họ sẵn sàng phản bội chồng con, sẵn sàng chen chân vào một cái gia đình khác chỉ để thỏa mãn cái ham muốn ân ái của bản thân. Cánh đàn ông cũng khốn khổ lên bờ xuống ruộng với những chị em phụ nữ thuộc những con giáp nổi tiếng đào hoa nhưng cũng lẳng lơ lăng nhăng này. Thì đó là những con giáp nữ nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, trong đa số tử vi, để nói lên cái sự lăng nhăng, cái sự ngoại tình, cái sự bồ bịch linh tinh hay là lẳng lơ của những người phụ nữ thì chúng ta cũng phải xét đến cái sao đào hoa. Đào hoa nó chính là tài tinh, là nhân duyên. Nếu mà cái sao đào hoa nó vượng thì là người khôn khéo, khéo ăn khéo nói, thành công trong cái sự nghiệp. Và nếu những người phụ nữ mà có dã tâm lớn thì họ sẽ có được cả thiên hạ. Bên cạnh đó, nếu mà đào hoa nó bị triệt, bị sát thì cũng sẽ gây ra những cái hậu quả khôn lường, khiến cho những người mang cái mệnh này thường có tính lăng nhăng, bồ bịch. Vậy thì những cái dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết ra những người phụ nữ này là những người phụ nữ dễ có cái cơ hội ngoại tình đó? Thì đầu tiên chúng ta xét cái đào hoa ấy, nó sẽ dựa theo cái bộ tam hợp đó, dựa theo cái bộ tam hợp. Thứ nhất là bộ tam hợp gì? Thân tí thìn thì đào hoa tại dậu. Với những người tuổi thân tí thìn, đào hoa tại dậu, họ là những người thực dụng trong chuyện tình yêu. Thứ hai là những người tuổi gì? Hợi mão mùi. Hợi mão mùi thì đào hoa tại tí, đúng không? Hợi mão mùi đào hoa tại tí. Đây là những người gì? Hào hoa phong nhã. Đó. Thứ ba là những người tuổi dần ngọ tuất, đúng không? Dần ngọ tuất thì đào hoa tại mão, đúng không? Những người dần ngọ tuất này thì là những người chân thành, đa tình, thậm chí là gì? Lụy tình. Đó. Thứ tư là những người tuổi tị dậu sửu. Tị dậu sửu thì đào hoa tại ngọ. Họ là những người gì? Cả thèm chóng chán, nay yêu người này, mai thương nhớ người khác. Họ là những người mà gì? Có một cái tình yêu, có một sự mãnh liệt trong chuyện là tình yêu. Họ luôn nóng bỏng, luôn gì? Sẵn sàng gì? Nay yêu người này, mai thương nhớ người khác. Vậy thì trong 12 con giáp này thì những con giáp nữ nào có lẽ có nhu cầu sinh lý cao và dễ ngoại tình bậc nhất? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Người phụ nữ đầu tiên chúng ta cần xét đó là người phụ nữ tuổi thìn. Đấy. Thì tuổi thìn ấy là con rồng ấy, thì vừa là linh vật trong văn hóa phương Đông, lại vừa là con vật được tạo ra trong trí tưởng tượng của con người. Về phương diện tình cảm thì ưu điểm hoàn hảo nhất của những người phụ nữ tuổi thìn cũng là nhược điểm chí mạng của họ. Tuổi thìn sinh ra vốn đã có tố chất hơn người. Họ khi yêu thì cũng rõ ràng, nghiêm túc, lại cực kỳ bao dung, rộng lượng với bạn đời của mình. Người tuổi thìn vốn là những con giáp thích khám phá. Cái sự cá tính của họ làm cho bản thân họ luôn muốn đi chinh phục đối phương. Chính vì thế, họ thử những cái mối tình ngoài luồng là cái chuyện không ai đề phòng được. Trong sách tử vi cũng có nói, những người tuổi thìn ấy thì là những người khoan dung, đại lượng, tràn trề cái sinh lực. Họ là những người rất thông minh, kiên trì và họ là những người vị tha. Họ thường là cái tâm điểm trong đám đông và gì thành công khá là dễ dàng trong cái cuộc sống riêng tư lẫn trong cái công việc của mình. Những gia chủ tuổi thìn ấy thì là những người mà có thể gánh vác được cái trọng trách lớn. Họ cũng là những người hiếu thắng, không thua kém ai. Nhưng đôi khi cái bản tính hiếu thắng của họ lại gì quá nhiều, làm cho các chàng trai hơi e ngại. Những cô gái tuổi thìn thì ít khi là họ trang điểm cho chuốt cho bản thân của mình và gì thường không có bất cứ cái món trang sức nào, hoàn toàn là mộc mạc, là tự nhiên. Họ là những người rất tình cảm, yêu thương sâu sắc nhưng lại gì không vì cái tình cảm mà bị lụy tình, bị yếu đuối. Đối với họ,
Đôi khi tình cảm thì không được điều khiển bằng cái lý trí. Những cô gái tuổi Thìn thì cũng rất là lãng mạn, nhưng lại gì, hành động theo kiểu là thực tế. Họ không thích ảo tưởng và mơ mộng quá nhiều, đúng không ạ? Những người tuổi Thân tí Thìn là những người thực dụng. Vì thế những điều đó sẽ không mang lại cái lợi ích cho bản thân, mà đôi khi lại đem lại cái sự tác hại cho chính họ. Những người phụ nữ tuổi Thìn là những người sống chan hòa, vui vẻ với mọi người, lại có khiếu giao tiếp, nên là họ khá là nhiều bạn bè. Họ luôn tìm ra những cái điểm tích cực của mình, của những người khác để hành động đúng và phù hợp nhất. Nên ai làm bạn với những người tuổi Thìn thì đều cảm thấy là thoải mái và vui vẻ. Chính những cái ưu điểm đó cũng là cái nhược điểm chí mạng của những gia chủ tuổi Thìn khi mà trong cái quan hệ hạnh phúc gia đình của mình. Đôi khi không kiểm soát được, họ lại là những người mà gây ra cái chuyện tan vỡ. Đó là người phụ nữ đầu tiên là những người tuổi Thìn. Thứ hai chúng ta cùng xét đó là phụ nữ tuổi Hợi. Thì chúng ta biết ấy, Hợi là con giáp đỏ tình đỏ cả tài. Không chỉ sự nghiệp được thăng tiến, cái vận đào hoa của những gia chủ nữ tuổi Hợi cũng được nở rộ. Trong chuyện tình cảm cá nhân ấy, thì những gia chủ tuổi Hợi thì thường là những người trung tình, nên là rất dễ dẫn đến cái chuyện lụy tình. Họ thích đắm chìm trong những cái suy tư, trong cái nỗi buồn, trong cái hoài niệm và không muốn chia sẻ với ai. Họ là những người rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Khi bị tổn thương ấy, thì họ sẽ nhớ rất là lâu. Họ chỉ cất giấu trong lòng và thi thoảng gặm nhấm cái nỗi buồn đó một mình. Chính bởi cái điều này sẽ khiến cho người cầm tinh tuổi Hợi ấy, thường cảm thấy cô độc, lạc lõng trong cái chuyện quan hệ tình yêu, quan hệ yêu đương. Mặc dù là có thể họ đang nắm giữ cái tình yêu rất nồng nàn. Vì vậy, những gia chủ tuổi Hợi rất dễ rơi vào cảnh là tình cũ không rủ cũng tới. Chỉ một phút yếu lòng thôi sẽ không giữ được chính mình. Nếu mà không tỉnh táo ấy, thì rất có thể những gia chủ tuổi Hợi cũng sẽ phải trả giá bằng cái hạnh phúc mình đang có. Những gia chủ nữ tuổi Hợi chăm chỉ cần cù, chịu thương chịu khó. Sau khi kết hôn thì họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình. Họ hết lòng yêu thương chăm sóc chồng con. Nếu may mắn lấy được người phụ nữ tuổi Hợi làm vợ thì bạn sẽ có một cuộc sống sung sướng an nhàn. Đôi khi thì những người tuổi này cũng muốn được yêu thương chiều chuộng. Họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu và dành thời gian để vun vén cái tình cảm vợ chồng. Bên cạnh đó thì những gia chủ nữ tuổi Hợi lại gì, giỏi trong cái việc quản lý tài chính. Họ quán xuyến cái công việc lớn nhỏ trong gia đình, biết tiết kiệm cho cái cuộc sống tương lai. Nhờ vậy mà phụ nữ tuổi Hợi ấy thì không bao giờ rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Những người phụ nữ tuổi Hợi ấy thì lúc nào cũng vui vẻ, niềm nở với những người xung quanh. Đặc biệt họ cũng là người rất chu đáo khi mà có bạn bè, đồng nghiệp của chồng mình đến chơi. Phụ nữ tuổi Hợi là những cô nàng thông minh, hài hước và tốt bụng. Đi đến đâu thì họ cũng mang theo những cái không khí vui vẻ, vui nhộn. Đó, họ cũng mong muốn rằng gia đình mình lúc nào thì cũng được tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc. Thế nhưng chỉ cần một phút yếu lòng thôi thì những người phụ nữ tuổi Hợi sẽ đánh mất chính mình và sẽ khiến cho gia đình tan vỡ. Tiếp theo, người phụ nữ dễ ngoại tình thứ ba đó là chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Những gia chủ tuổi Ngọ, thưa quý vị, nhanh nhẹn hoạt bát là cái tính cách nổi trội của những gia chủ nữ tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ thì họ ưa di chuyển, thích cái sự tự do và không chịu được cái việc là phải ngồi yên một chỗ. Họ cũng là những người có khả năng quan sát rất là nhanh nhạy. Và xét về tình yêu đôi lứa thì người phụ nữ tuổi Ngọ rất dễ rơi vào cái lưới tình. Họ yêu nhanh và cũng có nhiều cái mối tình chóng vánh. Trước khi tìm được một cái người để chung sống lâu dài ấy, thì họ là những người đa tình, có trái tim nhạy cảm. Nên là một khi yêu ấy, thì yêu rất là mãnh liệt. Lấy được người tuổi Ngọ thì sẽ rất là may mắn, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro gì, cả thèm chóng chán. Bởi cả thèm chóng chán chính là cái nhược điểm chí mạng lớn nhất của những gia chủ tuổi Ngọ. Cái việc duy trì tình yêu lâu dài với những gia chủ tuổi Ngọ là điều khó khăn, bởi trái tim nhạy cảm của họ rất dễ bị xao động bởi những cái cử chỉ, cái hành động thân mật của người khác giới. Họ cũng là những người mà gì, nhìn cái cuộc đời bằng cái lăng kính màu hồng và hay nuôi cái ảo tưởng trong tình yêu và luôn có ước mơ có một tình yêu đích thực. Bởi vậy, chỉ cần một chút sao nhãng là đối phương sẽ dễ khiến những gia chủ nữ tuổi Ngọ cảm thấy trống trải, bị và bị bỏ rơi. Và người đàn ông cầm cương phải thật là gì, bản lĩnh thì mới có thể là khắc phục được họ. Nếu không ấy, thì họ rất dễ ngoại tình trong chớp mắt.
Nữ giới tuổi Ngọ là những người mà yêu say đắm, mãnh liệt và thích trải nghiệm những cái giây phút lãng mạn, thiêng liêng trong tình yêu. Họ có thể trao trọn vẹn cái trái tim của mình cho đối phương, cho đi mà không cần nhận lại. Yêu chân thành, tha thiết là thế. Thế nhưng mà một khi phát hiện mình bị phản bội ấy, thì người phụ nữ tuổi Ngọ sẽ gì? Dứt khoát, thẳng thắn, chấm dứt cái chuyện tình cảm. Bởi họ không thể san sẻ cái người mình yêu với bất kỳ ai. Họ có thể bỏ mặc những cái người đang theo đuổi mình chỉ vì một người sẽ khiến cho họ bị rung động. Phụ nữ tuổi Ngọ khá là kiên định trong cái chuyện tình yêu. Họ sẽ gì? Chờ đợi cho đến khi nào ấy, cái tình yêu nó hoàn hảo, nó thuộc về mình. Dù ai có phán xét hay là đánh giá hay là khuyên ngăn thì cũng không thể làm gì được để cái cục diện thay đổi cái chuyện tình cảm của họ. Và theo tử vi học cho biết thì dù phải trải qua nhiều cái khó khăn, cái thử thách, nhưng nữ giới tuổi Ngọ vẫn gì giữ một lòng chung thủy, tin tưởng vào cái tình yêu và tin tưởng vào người bạn đời của mình. Nếu may mắn mà lấy được người tuổi Ngọ làm vợ ấy, với cái việc đó thì các bạn sẽ có một người đồng hành đáng tin cậy trong suốt cuộc đời. Cái điều quan trọng nhất với phụ nữ tuổi Ngọ đó chính là gì? Cái hạnh phúc gia đình. Bởi dù có bận rộn với cái công việc tới đâu ấy, thì họ vẫn hoàn thành tốt cái trách nhiệm của một người làm vợ, một người làm mẹ, một người làm con. Thế nhưng đôi khi ấy, thì họ cũng rất hay là đa nghi. Nếu phát hiện chồng của mình lăng nhăng phản bội thì người phụ nữ tuổi Ngọ sẽ thẳng thắn, dứt khoát chấm dứt cái cuộc sống hôn nhân này. Đó là những người tuổi Ngọ, con giáp thứ 3. Tiếp theo con giáp thứ 4 đó chính là những người tuổi Dậu. Đấy, thì tuổi Dậu là con giáp đứng thứ 10 trong cái hệ tử vi. Những quý bà tuổi Dậu rất thích chăm sóc ngoại hình, ưa trưng diện và muốn được chú ý, và đều là những người phụ nữ chung thủy trong tình yêu, biết chăm lo cho con cái, là một người vợ, là một người mẹ lý tưởng. Điều này càng dễ khiến đàn ông siêu lòng và đam mê nhất thời. Do đó không thể tránh khỏi được cái chuyện ong bướm ve vãn theo đuổi và rất dễ rơi vào lưới tình. Ở trong tình yêu thì họ thích được đối phương chiều chuộng, yêu thích cái sự lãng mạn và đặc biệt thích nghe những cái lời ngọt ngào đường mật. Nếu gặp đàn ông mà quá khô khan ấy thì khả năng ngoại tình của họ cực kỳ cao. Theo lá số tử vi của những người phụ nữ tuổi Ngọ ấy, thì họ là những người lận đận trong cái chuyện tình cảm, nên là gì? Nên lập gia đình muộn. Và khi có gia đình thì phụ nữ tuổi Dậu thì thường là những người hướng ngoại, luôn toàn tâm toàn ý lo cho chồng cho con. Họ không thích phàn nàn về chồng, cũng không muốn nghe những lời trách móc từ những người khác. Với những người phụ nữ tuổi Dậu ấy thì họ luôn tôn trọng cái sự bình đẳng trong chuyện tình yêu hôn nhân. Và đặc biệt lý do bởi những người phụ nữ tuổi Dậu rất dễ ngoại tình, bởi vì họ thuộc cái tuýp người là có cái sức cuốn hút khó có thể cưỡng đựng được với đàn ông. Vì những người tuổi này ấy, thì trong tình yêu họ rất chung thủy, lại biết cách lo toan cho cái tương lai của gia đình. Dù họ khá là độc lập trong cuộc sống, nếu như lấy được người chồng giỏi giang và có cái nền tảng kinh tế thì họ sẵn sàng lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc cho nhà chồng. Với chồng, người vợ tuổi Dậu thì luôn đảm đang, tháo vát. Thì đây là người vợ khéo léo trong cái cách cư xử với nhà chồng và với gia đình nhà chồng. Họ giỏi giang trong việc bên ngoài và cũng toàn vẹn trong cái chuyện gia đình. Phụ nữ tuổi Dậu cũng là một trong tuýp người mà nuôi dạy con khá khéo. Người tuổi Dậu có quan điểm là bình đẳng mạnh mẽ trong cái chuyện hôn nhân. Họ tôn trọng đối phương thì cũng đòi hỏi cái điều tương tự đối với mình. Thì đây cũng là một người thích vận động và hướng ngoại. Người bạn đời mà tuổi Dậu chọn thì có thể là người lớn lên cùng họ, hay xuất phát từ những người, từ những tình bạn, từ những người bạn, từ những tình bạn thân lâu năm. Khi đã gặp đúng đối tượng để kết hôn ấy, thì họ không tiếc thời gian và công sức để xây dựng cho gia đình. Phụ nữ tuổi này cũng khá là lãng mạn trong chuyện tình yêu. Thì nhìn chung phụ nữ tuổi Dậu có nhân duyên tốt, cái cuộc sống gia đình thì sẽ rất là hạnh phúc nếu mà họ không có chuyện ngoại tình bồ bịch xảy ra. Đó. Thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về 4 con giáp nữ rất dễ ngoại tình, khiến cho đàn ông phải lên bờ xuống ruộng. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.